Hình ảnh trước mặt các bạn thì đó là chiếc tàu cái nha, chạy máy Yanma 600, hộp số 12 tua rưỡi. Nước thì đang chảy cho nên tài công dùng phương pháp là lùi tàu ha, tại vì phía dưới nó có một cặp ghe đang đậu nữa, rồi bên kia cũng có nữa, phải lọt qua đường kẻ này, bây giờ lùi qua đường kẻ này nè. Bề ngang của chiếc này là 6 mét nha các bạn, bề dài 22 mét rưỡi nha. Nếu mình dùng biện pháp từ từ như vậy á, để cho nó an toàn chắc cú, không bá vô ghe người ta rồi dính ở đó luôn. Ghe này hiện giờ đang chứa nước đá rất là nhiều với các bạn, ngày đầy hầm hết trơn rồi, nó tải nặng, sức tải nó hiện giờ là trên 80 tấn rồi đó. Để coi anh tài công này xử trí như thế nào. Cái chiều ngang con kênh này hiện tại là nó khoảng 30 mấy mét nha các bạn, nhưng mà nước hôm nay thì nó còn đang ròng ha, cho nên thì nó khó khăn lắm. Với xác ghe nặng như thế này thì quay đầu cũng khó khăn lắm, nhìn ở ngoài thì thấy nó dễ lắm nha, nước nó chảy nè, chạy không kỹ là bá vô chỗ này chỗ nọ rồi bể ghe mình, nhiều khi bá vô ghe người ta thì bể ghe người ta nữa, kỹ lưỡng rồi ha. Lùi qua khúc này còn khúc sau nha các bạn. Ok, lùi qua được khúc này nữa là xong rồi đó. Lùi từ đây ra tới biên phòng mới được nha các bạn. Đây, hiện tại có một chiếc vỏ
xe nước đá đang chạy hướng về ha. Rồi cứ lùi như thế nha các bạn. Đây, hiện tại thì clip này đến đây kết thúc nha.